Xin chào các bạn, sau đây mình sẽ giới thiệu một dầu truyền nhiệt được ứng dụng rất nhiều trong các cái hệ thống của ngành công nghiệp như là ván ép, gỗ, sơ sợi và dệt nhuộm. Đang là một sự lựa chọn của nhiều các cái doanh nghiệp đấy. Vậy với khả năng bảo vệ và duy trì hiệu suất của hoạt động của hệ thống thì vậy thì dầu truyền nhiệt là gì? Thì sau đây mình sẽ giới thiệu dầu truyền nhiệt là một loại dầu khác của các loại dầu mà người ta gọi là dầu tái nhiệt hoặc dầu nhạ gia nhiệt hoặc dầu bảo ôn, được pha chế từ gốc dầu khoáng hoặc gốc dầu tổng hợp hoặc là các cái gốc dầu giữa khoáng và tổng hợp là bán tổng hợp, giúp cho hệ thống gia nhiệt và cho các dụng cho các ngành công nghiệp đặc biệt như là ngành gỗ MDF và ngành ván ép và hệ thống dệt nhuộm và sơ sợi, giúp cho hệ thống truyền nhiệt hoặc thiết bị trao đổi nhiệt hoạt động được yêu cầu và kỹ thuật đề ra. Thế lựa chọn thế nào cho dầu truyền nhiệt cho hợp lý thì sau đây mình sẽ giới thiệu một số về các cái tiêu chuẩn để mà chọn dầu truyền nhiệt cho nó phù hợp với đặc tính của máy và các cái phù hợp cho hệ thống nhà máy. Thứ nhất là phải căn cứ vào các cái chỉ số khả năng truyền nhiệt, sự độ bền của oxy hóa hoặc độ bền nhiệt hoặc giới hạn nhiệt nhiệt độ bồn dầu và giới hạn nhiệt độ màng dầu để lựa chọn loại phù hợp, như nhiệt độ bồn dầu phù hợp để có hiệu suất cao nhất. Thứ hai là lựa chọn theo dầu truyền nhiệt theo đặc tính của sản phẩm. Thứ ba là lựa chọn dầu truyền nhiệt, dầu làm mát phải nhiệt theo khuyến cáo và của nhà sản xuất hoặc là các cái nhà sản xuất thiết bị gốc như là châu Âu như ODM. Và thứ tư là lựa chọn dầu tái nhiệt chịu được khả năng nhiệt độ tối đa. Thứ năm là lựa chọn dầu truyền nhiệt theo các cái hãng nổi tiếng đang có trên thị trường như Shell, Castrol hoặc là Mobil hoặc là Total vân vân. Thì sau đây và tôi xin giới thiệu đây là một sản phẩm của Shell. Thì dầu Shell thì được chiết xuất từ là dầu gốc nhóm 2 là thành phần của dầu gỗ khoáng, được từ lựa chọn tinh tế thì càng giúp cho dầu gốc nhóm 2 thì của Shell thì giúp cho các cái hệ thống dầu được chống oxy hóa về và giúp khả năng là hiện tượng cracking dầu là dầu nó bị khả năng oxy hóa và kéo dài tuổi thọ thời gian thay dầu cũng như khả năng tăng khả năng bơm tuần hoàn tốt trên nhiệt độ màng dầu và các bề mặt nhiệt độ khu quán. Dầu truyền nhiệt Shell thì giúp cho hiệu suất của hệ thống nó tốt hơn. Thứ nhất là về độ nhớt thấp, thì trong này thì nó cái bảng này thì cái này trên sản phẩm này nó không có cái thông số, thì nó chỉ có nó ở trên cái data sheet ấy. Thì giúp cho hiệu thống suất là thứ nhất là dầu truyền nhiệt Shell có độ nhớt thấp ấy, thì nó sẽ giúp cho cái độ loãng và giúp cho cái giúp cho khả năng bay hơi và khả năng truyền tải nhiệt nó dễ hơn và nó không bị dầu nó không bị nhanh đặc lại. Thứ hai là khả năng về chống mài mòn tuyệt hảo của Shell, là nó không bị ăn mòn các cái hệ thống và có độ hòa tan cao, giúp cho khả năng giảm oxy hóa và tạo cặn cũng như về độ hòa tan trên bề mặt trao đổi nhiệt được luôn sạch sẽ và kín đáo. Dầu Shell có thể sử dụng các thiết bị trao đổi nhiệt trong giới hạn nhiệt rơi vào từ nhiệt độ màng dầu tối đa rơi vào tầm 320 độ, nhiệt độ bồn dầu tối đa là 300 độ. Thì đây là một cái loại dầu truyền nhiệt theo gọi là của chính hãng. Thứ nhất là về niêm phong, về bao bì thì các như bạn thấy được niêm yết kỹ càng và các cái thông số về số lô sản xuất phải trùng với các cái số lô theo cái bao bì đóng gói theo cái nhãn mác của Shell tiêu chuẩn Việt Nam đặt ra. Và cái dầu Shell này sau khi các bạn mua, các bạn có thể nhờ nhà cung cấp cho gọi là cái sản xuất trong nước gọi là cái CA, chứng chỉ CA của nguồn gốc chất lượng dầu, để nhằm tránh các bạn mua phải các loại dầu giả, dầu nhái trên thị trường có rất nhiều. Và nếu các bạn có một hệ thống truyền nhiệt hiện đại và thông số kỹ thuật khuyến cáo đi kèm của máy sử dụng dầu cho chuẩn, tránh thiệt hại về không đáng có trong quá trình hoạt động,
hoặc là các bạn chưa biết tìm địa chỉ ở đâu cho chính xác để mua dầu truyền nhiệt cho đúng hãng, thì các bạn có thể liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể tư vấn giải đáp cho các bạn bằng số Zalo hoặc là các cái số điện thoại như 0906 217181 là số của mình, và mình đây là Phan Hoái của mình, là và công ty nên mình đến từ công ty nên và sẽ